Tiếp tục liên quan đến vụ việc nhiều học sinh trường tiểu học Tiên Dương, Đông Anh Hà Nội nhập viện sau bữa ăn bán chú. Sở Y tế Hà Nội cùng các cơ quan chức năng có liên quan đang quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp để khắc phục sự cố cũng như tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngay sau khi nhận được thông tin, đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra cơ sở của hộ kinh doanh Vũ Quỳnh là đơn vị cung cấp suất ăn cho trường tiểu học Tiên Dương với 13 nhân viên trực tiếp chế biến suất ăn. Về nguồn gốc thực phẩm rõ ràng, Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở thiếu lưới phòng chống côn trùng, động vật gây hại, có côn trùng xâm nhập, sử dụng nguồn nước giếng khoan đã lọc để chế biến thực phẩm nhưng chưa xuất trình được xét nghiệm. Nhà vệ sinh bố trí bên trong nhà kho. Đoàn đã yêu cầu hộ kinh doanh tạm dừng toàn bộ hoạt động để kiểm tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục ngay các tồn tại trong chế biến thực phẩm. Với sữa học đường do Vinamilk cung cấp, sữa được để trong phòng bảo quản của nhà trường, các thùng sữa được đặt trên bàn cao, trong phòng có lắp điều hòa và quạt trần về nước uống đóng chai do công ty cổ phần dịch vụ thương mại và tư vấn xây dựng Minh Quang cung cấp. Sau sự cố, ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện Đông Anh đã lấy mẫu lưu thực phẩm, 13 mẫu vi sinh bàn tay của nhân viên trực tiếp chế biến thực phẩm. Các mẫu trên được chuyển cho viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm theo quy định. Đồng thời phun hóa chất xử lý môi trường theo quy định.